Xin chào cả nhà. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói về đề tài nóng nhất của mùa hè là kem chống nắng và review các loại kem chống nắng thông dụng của hãng Innisfree nhé. Đầu tiên, ánh nắng mặt trời bao gồm hai loại tia cực tím sẽ tác động lên da người, đó là tia UVA và UVB. Trong khi tia UVB gây các tác động lên bề mặt da như cháy nắng và đen da, thì tia UVA lại âm thầm phá hủy cấu trúc sâu trong tầng hạ bì, gây ra gốc nám và lão hóa da. Do đó, khi lựa chọn kem chống nắng, chúng ta phải quan tâm đến cả chỉ số SPF chống tia UVB và chỉ số PA bảo vệ da khỏi tia UVA nữa. Một chỉ số SPF sẽ tương đương với 5 phút an toàn cho da ngoài nắng. Vì vậy, ví dụ như kem chống nắng của bạn có chỉ số SPF 50, bạn sẽ có được 250 phút an toàn cho da trước khi phải thoa lại kem chống nắng. Bạn có thể đã nghe đến hai loại kem chống nắng thông dụng, đó là chống nắng vật lý và chống nắng hóa học. Kem chống nắng vật lý còn gọi là sunblock, bao gồm titanium dioxide và zinc oxide để tạo lớp màng trên bề mặt không hấp thụ vào trong da. Loại này lành tính và dùng sau bước kem dưỡng. Sunblock hay tạo một lớp màng trắng trên bề mặt da và bền vững nhất dưới ánh nắng mặt trời. Kem chống nắng hóa học còn gọi là sunscreen, sử dụng các hợp chất hóa học giúp tạo lớp màng, hấp thụ và phân giải tia UV. Loại kem chống nắng này thường blend out trong suốt và có thể thẩm thấu vào da. Bạn hãy sử dụng kem chống nắng hóa học trước khi dùng kem dưỡng. Mình sẽ review trước về dòng Perfect UV. Đây là dòng chống thấm nước thông dụng nhất của hãng Innisfree. Kem chống nắng Perfect UV Triple Care có SPF 50+ và PA 3+. Triple Care là kem chống nắng vật lý có thành phần zinc oxide lẫn titanium dioxide nên sẽ tạo lớp màng có màu da cho hiệu ứng nâng tone da. Kem có khả năng chống nước. Ngoài ra thành phần còn có niacinamide giúp ức chế melanin, sản sinh collagen và cải thiện sắc tố làm cho da trắng sáng hơn. Triple Care có kết quả khô ráo và ít bóng hơn dòng Long Lasting, sản phẩm dành cho mọi loại da đặc biệt là da dầu. Kem chống nắng Long Lasting chứa thành phần chống nắng vật lý, zinc oxide lẫn hóa học, ethyl hexyl salicylate và tinosorb S. Cả hai dòng kem chống nắng Long Lasting đều như vậy. Điều này giúp thời gian bảo vệ da được kéo dài hơn. Với chỉ số SPF 50+ và PA đến 4+, Long Lasting là một trong số các kem chống nắng hiếm hoi có hiệu quả bảo vệ da tuyệt đối trước tia UV. Kem có khả năng chống nước, khá đặc và có oil base nên bạn sẽ có cảm giác da hơi dầu và hơi bóng mặt. Long Lasting for Oily Skin dành cho da dầu và dòng Long Lasting for Dry Skin dành cho da khô sẽ có thêm chức năng dưỡng ẩm da. Dòng Perfect UV sẽ bảo vệ da tốt khi bạn đi du lịch hoặc tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, dòng này sẽ hơi nặng mặt và có cảm giác hơi bí da hơn so với các dòng khác. Bây giờ chúng ta sẽ nói về dòng chống nắng dùng hàng ngày Daily UV nhé. Kem chống nắng Nucibum SPF 30+ và PA 3+ là kem chống nắng vật lý có kèm bột khoáng tự nhiên giúp hấp thụ dầu nhờn. Sản phẩm sẽ nâng tone da nhẹ, kết quả lên da khi blend out liền mịn và giữ được độ liền một thời gian khá dài. Sản phẩm đặc biệt dành cho da dầu và da hỗn hợp thiên dầu. Kem chống nắng Mild SPF 35+, PA 2+, có thành phần chứa tinosorb S hấp thụ cả tia UVA và UVB, bền vững dưới ánh nắng mặt trời. Sản phẩm có water base nên nhẹ và thẩm thấu nhanh vào da, blend out trong suốt. SPF của dòng Mild là thấp nhất chỉ có 35, nhưng đây là sản phẩm dịu nhẹ dành cho da nhạy cảm. Cuối cùng, mình sẽ review hai dòng sản phẩm Aqua UV mới nhất. Aqua Water Drop SPF 50+ và PA 4+ là kem chống nắng hóa học có thành phần ethyl hexyl salicylate, có chiết xuất từ các loại rau và hạt như rau má, trà xanh, hạt hoa hướng dương giúp giữ ẩm. Kem chống nắng có kết quả khô ráo không nhờn rít, nhẹ và thẩm thấu nhanh do có water base, sản phẩm dành cho mọi loại da, đặc biệt là da khô. Kem chống nắng Aqua Mineral Filter SPF 48 PA 3+ là kem chống nắng vật lý chứa bộ lọc bằng khoáng chất, tạo lớp màng trắng bảo vệ da. Sản phẩm có kết quả khô ráo không nhờn rít, nhẹ nhàng và thẩm thấu nhanh. Sản phẩm lên tone nhẹ khi sử dụng và dành cho mọi loại da.
Bây giờ mình sẽ test và so sánh sự lên tone trong các dòng sản phẩm chống nắng vật lý là Nocebum, Mineral Filter và Triple Care. Như các bạn quan sát, màu của Mineral Filter có tone vàng hơn, trong khi Nocebum và Triple có tone nghiêng hồng nhiều hơn. Mình sẽ tán kem bên cạnh nhau để các bạn quan sát rõ về chất kem. Chất kem Nocebum sẽ đặc và lì nhất cho bề mặt da như một lớp phủ phấn, trong khi Mineral Filter sẽ mỏng và ẩm hơn khi tán ra. Triple Care có chất kem vừa phải và khá mỏng nhẹ. Cả ba dòng sau khi tán xong đều khô ráo và không bị nhờn dính. Tóm lại, nếu bạn tìm một loại kem chống nắng sử dụng hàng ngày, các bạn nên dùng dòng Daily UV hoặc là Aqua UV. Dòng Perfect UV chống thấm nước do cơ chế chống nắng mạnh nên sẽ dễ gây bí da nếu chúng ta dùng hàng ngày đấy nhé. Nên các bạn hãy sử dụng chúng khi đi du lịch hoặc có dịp phải hoạt động lâu dính ánh mặt trời thôi. Tất cả các dòng chống nắng Innisfree đều có mùi hương đặc trưng của kem chống nắng chiết xuất dầu hạt hướng dương và mùi hương này hơi nồng một xíu theo cảm nhận của mình. Hy vọng với video này, Le Cla đã cung cấp cho các bạn thông tin cần thiết để lựa chọn cho mình một loại kem chống nắng Innisfree phù hợp nhất. Nếu bạn thích video này thì hãy like và share cho bạn bè mình cùng xem nhé. Hãy bấm nút subscribe YouTube channel của The Cloud để nhận được thông tin về các video mới nhất và gia nhập gia đình The Cloud bằng cách like fanpage The Cloud Beauty. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt!